Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Samson Sakata. Đây là một cái kênh của mình nói về nhiếp ảnh, phim ảnh, nhạc, nấu ăn, tất cả các thứ hình tập mà mình thích. Mình sẽ nói ở đây, và hôm nay mình sẽ quay trở lại với một series là series chụp ảnh phim, nó gọi là Hay Phim. Nói chung là cái tên đó mình chưa nghĩ ra nó, nhưng mà nói chung là chụp về phim. Cái tập đầu tiên này của series ảnh phim này thì mình sẽ là một cái concept mà rất là nhiều người thích, đó là concept Vương Gia Vệ. Thì nếu các bạn chưa biết Vương Gia Vệ là ai thì hãy bấm vào link ở dưới, cái để ở trong thông tin ở dưới. Còn ngoài ra mình sẽ nói sơ thì Vương Gia Vệ là một đạo diễn người Hồng Kông với cái style house, gọi là phim ảnh. Phim house thì cái một cái hình chung của cái phim ảnh của Vương Gia Vệ thì nó là với màu, rất là nhiều màu sắc trong đó và rất là pop up. Màu nó rất là vừa vào nhau và nó có những cái màu nó rất đều. Đây là một số hình của riêng là hôm nay mình sẽ cover lại cái hoạt hình đó bằng mấy phim. Đây là mấy phim. Yeah. Rồi thì có một số thứ bây giờ mình sẽ xuất up và mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là bạn mẫu của mình. Bạn mẫu ơi! Mẫu ơi! chào bạn, đây là bạn mẫu của mình. Bạn đang cầm ấy là bạn Cường, là quay phim của mình, tại tỉnh Cường. Bạn mẫu thấy làm lành, thấy không? Thấy gì đâu, đi ra ngoài đi, ác quá. Ok, thì mình sẽ giới thiệu mẫu sau khi mình tập xong. Ok, thì bây giờ một số khi các bạn có một cái đặc điểm chung của hình của buổi tối như này mình nói, đó là màu sắc. Rất là nhiều màu và thường màu vàng nó sẽ là màu vàng luôn. Bạn sẽ không thấy được cái màu trắng nào trong bức ảnh, gần như là ít. Nó sẽ hơi ám xanh hoặc là gì đó. Thì đó là cái sự phân tích của mình, không biết có đúng hay không, nhưng mà đó là cảm nhận của mình. Thì hôm nay mình cũng dựa trên cái sự phân tích đó mình cover lại trong cái studio house của mình. Thì đầu tiên thì mình chắc chắn là các bạn phải có một cái cây đèn. Thì mình sẽ mua một cái đèn chính là đèn này. Mình có gắn một cái dụng cụ đang đầu đèn, nó gọi là Fresnel từ cây Barisun Light. Thì đây là một cái đèn chính, mình cho nó đánh vào cái gương này. Mục đích là để làm gì, để nó đánh đúng một đường ánh sáng vô đúng cái mẫu sẽ ngồi ngay đây. Không ta không đặt vô ánh sáng. Ok, đây xin xem ánh sáng đây, gỡ tới đây thì ta sẽ thấy là ánh sáng này vô. Rồi, bây giờ mình có một cái đèn màu vàng rồi, cái phông màu đỏ. Còn việc còn lại chúng ta sẽ áp thêm những cái màu khác vô. Yeah. Ok, thì bây giờ mình đã xếp gần xong, đại khái mình xếp cái góc này như vậy rồi thì phải là mình sẽ chụp. Thì mình có một cái máy phim mình được mượn của bạn Tuấn, chủ của Scallion Photo House, đây là cái Nikon có đủ giải tiêu cự. Thì ở trong này mình sẽ chụp khoảng tiêu cự khoảng 50 cho đến 200. Mình sẽ đổi mỗi tấm, mình sẽ đổi một cái tiêu cự khác nhau. Rồi, tại sao lý do mình đổi nhiều tiêu cự thì nó sẽ giải thích sau hoặc những clip sau nhé. Nói chung là mình thích đổi tiêu cự nhìn cho nó ảo ảo, đậm màu. Ok. Với lại để chắc chắn hơn á, nếu mà các bạn có thể thì các bạn có thể lúc để chụp phim á, để mà biết được là cái hình đó có đúng sáng hay chưa, hay là đủ sáng á, thì các bạn coi vào cái kinh ở giữa nó từ không, cái kim á, nó nhảy thì nó sáng. Thanh đo sáng. Cái thanh đo sáng thì nếu mà nó nhảy hơn không một tí thì ok, đó là cái kinh nghiệm của mình. Còn không thì các bạn nếu mà bạn giàu á, như mình giàu á thì thí dụ như các bạn giàu á, các bạn có tiền á, thì giống như mình á, là mình cũng giàu thì mình là như bạn nha. Thì bạn dùng một cái máy đi trước, mình chụp để mình coi được cái thước đo ánh sáng của nó để mà coi đủ hay không. Còn không bạn sẽ dùng một cái app của trên máy smartphone gọi là Light Meter, bạn để vô mặt mẫu để coi là với
khẩu máy, app máy thì nó sẽ ok. Đó là ba cách để cập nhật các bạn đi đo sáng. Mình nói sơ sơ thôi nhưng mà mình có một clip mình sẽ nói rõ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử một cái này trước nhé. Và hôm nay mẫu đang tự sướng. Okay, đây bạn Lăng, sẽ là mẫu ngày chúng ta hôm nay. Thông tin của bạn Lăng ở đây Instagram. Thành lập các bạn có thể, nếu bạn thích bạn Lăng quá thì sẽ giới thiệu ở dưới. Ok rồi thì set mình đã set xong gần xưa một cái đèn key chính, và mình để một cái màu xanh này ở đây để mà để tạo thêm một cái màu khác nữa. Nói chung là thực sự á, đa phần khi mà các bạn chụp chuyên nghiệp á thì bạn sẽ có art director và có người chuẩn bị hết những cái này. Công việc của photographer thường là chỉ chụp và lo ánh sáng thôi. Nhưng mà trong những cái cuộc chơi như thế này, những cái lần mà bạn làm hợp tác chung những cái mẫu chuyên nghiệp, những người mẫu ruột á, thì thường là bạn sẽ là người lên concept và nói bạn với mẫu. Thì cái concept này là bạn Lăng thích cho nên mình làm cho bạn Lăng. Ok, mình chào thầy. Ok. Diễn cái đó, cái cổ đó đẹp rồi đó. Diễn cái để tay ra sao mà là cái cổ trông gì rất là đẹp. Đúng rồi đó, đúng rồi. Thấy set này cũng đẹp rồi, thấy ok, hiện tại là rất ổn rồi. Bây giờ mình sẽ cho bạn ấy đổi đồ và mặc đồ khẩu trang thử với cái set này để chụp lên như thế nào.